Rồi hello anh em ha, nay về được ít hàng anh em, này quá trời lũ rồi, về được vài con hươu đẹp nè, chứ mà vài con máy sát. Anh em nào cần máy cưa thì alo em ha, em là chuyên về máy cưa xích nha anh em, hàng bãi Nhật nha. Lô này cái này là đóng xác cũ em ha, anh em nào cần phụ tùng thì alo em luôn ha, cần máy hay phụ tùng alo em. Trong đó nữa kìa nè, máy móc đó. Máy này là xác chứ mà mấy cái máy mà chưa vệ sinh nha anh em. Hàng bên Nhật về á, mấy con ok cũng còn được mười mấy 20 con ở trong đó. Còn ngoài này cũng còn mười mấy con ở đây. Máy ok ha, còn nhiêu là xác anh em. Đây nè, lạng đá nha, cái này là máy ok ha anh em. Đây cũng vậy nè. Ở trong thùng này chưa khui ra nè anh em. Đây em tiễn không à. Anh em nào cần về máy cưa xích thì alo em ha, hoặc là phụ tùng máy cưa xích nha anh em. Cái dòng Huena 7 là em có phụ tùng gần như là đủ hết nha, 100% nha anh em. Huena 7 nha. Ở trên đó thì mấy coi mà mới rửa hồi sáng nè. Hiện tại thì đang làm cho hai cây này đang rửa nè anh em. Anh em nào cần lúc này là nó hơi lu bu anh em. Đấy cửa hàng em làm nó ra vô liên tục á. Ngày nào cũng có bán máy nên là nó không có sắp xếp cho gọn được. Anh em nào cần cái dòng nào thì cứ hú em đi rồi em tư vấn cho ha. Zalo em sẽ cứ sử dụng Zalo anh em. Zalo của em là 0944 ha, 787771. Số điện thoại em có sử dụng Zalo và Facebook luôn nha anh em. À phụ tùng nè, máy này là em tháo ra sẵn nè anh em. Dòng Huena, dòng Mistin, dòng Makita, dòng đủ thứ dòng hết cho anh em. Phụ tùng em tháo ra sẵn á. Máy móc thì rất là nhiều ha. Anh em nào cần về chuyên về máy cưa xích thì alo em ha. Nè đang dọn hồi đi ra rửa anh em, cũng đang rửa 5-6 cây để phơi ngoài lộ anh em. Rồi anh em cần cái dòng nào thì alo em ha. Như anh em xài gia đình mà muốn công suất nó mạnh mạnh tí, anh em chơi cái con Makita 4300 này cũng được anh em. Lóc nhôm luôn nha, lóc nhôm luôn chạy rất là ngon nha. Rồi anh em khai thác thì chơi con Sinewa nè, bờ rồ nè. Đây thì cũng còn nhiều máy lắm. Này là Huena 346 SPG. Con này cũng 254 hàng thư như mấy thùng anh em. Mấy con nhỏ đây nè. Đúng lại thì mai về hàng cũng mai về cũng được mấy chục cây anh em. Anh em nào cần hàng về máy cưa xích hoặc là phụ tùng máy cưa xích thì alo em ha. Số điện thoại em có để trên cái bài đăng anh em. Các bạn Zalo đi rồi em tư vấn cho con cho chạy về chạy cho nó ngon ha. Tùm lum mà nè, chưa có lấy ra nè. Bữa nay em đi cũng được mười mấy cây. Shipper nó lấy rồi ha. Rồi như là cái cây này nè anh em. Cái lam này là hàng lam tản nhiệt nha, mà như chưa lam sên chưa xài anh em. Cái lam này tầm khoảng 6 tấc nha. Anh em nào cần cái cây lam này thì alo em ha. Giá thì cây này không hề rẻ đâu nha anh em. Anh em nào biết chơi mới biết cái giá máy cái lam mà đầu nối 2 khúc nha. Đầu nối 2 khúc nha nè, có tản nhiệt nha. Của hãng Tsumuga Mên Sa Băng nha anh em. Lam này sản xuất tại Nhật nha. Nó sản xuất bằng lớp thép nha anh em. Nó sáng như gương vậy đó nè. Cái lam này anh em giờ kiếm hết Việt Nam, kiếm cây thứ hai không có nha. Như chưa xài luôn nha. Lam này dân chơi mới biết đường chơi nha anh em. Rồi anh em nào cần dòng máy nào thì hú em nha. Rồi anh em mà cần phụ tùng máy cưa xích hoặc là máy cưa xích là em chuyên về máy cưa xích nha anh em. Máy cưa lóc á, thường thường anh em ngoài Bắc thì thường thường gọi là máy cưa lóc anh em. Là alo em. Cái giá bên cửa hàng em thì em sẽ rất là ổn cho anh em ha, tại vì em lấy lô nha. Lấy lô cái con nào mà thật sự đẹp, nằm ngon em mới bán cho anh em lẻ về xài nha. Còn những con mà nằm không ngon hoặc là máy thiếu đồ thì em giặt ra em nằm sát hết nha anh em. Rồi cảm ơn anh em ủng hộ em cái thời gian qua nha. Anh em nào đã ủng hộ em ha. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh đó thì đăng ký kênh nha anh em. Như thằng em đây. Nó đang chuẩn bị lên con này nha anh em. Rửa chiều lên nha. Quay cái mặt con đen.
như máy thùng luôn anh em. Quay quay mặt trực luôn rồi. Như một con máy thùng nha, Huana 120 nha. Máy này máy nhỏ nha. Cây này là chẳng khác cho máy thùng nha anh em, mới cho nổ mà chưa rửa nha. Chuẩn bị tháo và rửa. Rồi, anh em nào cần thì alo em ha. Quá trời cái tiệm bây giờ nó bề bộn rồi anh em. Bán xong một tháng nữa thì chắc em phải nghỉ, gần Tết em phải nghỉ rồi, em dọn cái tiệm rồi. Rồi cảm ơn anh em đã ủng hộ em thời gian qua ha. Em xin hết clip nha anh em.